Luật đất đai thông qua, bất động sản nông nghiệp sẽ tăng giá nóng sốt lời cao hay lại giải cứu nông sản nhà giàu? Mấy hôm nay thì người người rần rần đến tất cả các trang mạng xã hội là nói đến câu chuyện là bất động nghiệp sẽ tăng giá cao trong thời gian tới. Vậy thì hôm nay Hiền sẽ làm cái clip này chia sẻ cái góc nhìn của mình về cái câu chuyện là có thực sự là bất động sản nông nghiệp nó sẽ nóng sốt, sẽ tăng giá cao trong thời gian tới hay không? Hay đây chỉ là một cái thông tin mà nhiều người chúng ta lại không hiểu rõ, hay là không có một cái góc nhìn thực tế về cái câu chuyện là bất động sản nó sẽ nóng sốt, nó sẽ tăng sốt, hay là trong cái luật đất đai thì có một cái chi tiết mà chúng ta cũng biết rồi, nếu như những cái người mà không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì sẽ không được nhận quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất lúa, còn doanh nghiệp, các tổ chức sẽ được tạo điều kiện và người ta được quyền chuyển nhượng đất lúa và các bất động sản nông nghiệp. Đó cũng chính là cái lý do mà người người nhà nhà và người ta sẽ nghĩ rằng bất động sản chắc chắn cái loại hình mà nông nghiệp nó sẽ lên ngôi trong thời gian tới. Vậy thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái góc nhìn và cái sự thật và cái câu chuyện này. Nếu như đây là lần đầu tiên mà bạn xem được video này, bạn xem được clip này thì hãy nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút follow kênh, nhấn nút hình quả chuông để lần tới khi mình phát video ra bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được video này với những thông tin hay nhất, sớm nhất và ý nghĩa nhất. Trước tiên thì chúng ta phải hiểu rõ là đất thì nó có mấy loại. Cái loại mà bất động sản mà đất đai mà dùng để ở thì gồm có đất ở nông thôn, đất ở đô thị và một phần nữa là đất thương mại dịch vụ. Còn cái phần một phần nữa là phi nông nghiệp, giống như cái loại là đất làm cho các khu công nghiệp. Ngoài ra thì đó còn là đất nông nghiệp là chiếm cái tỷ trọng và diện tích lớn nhất. Tất nhiên là chúng ta sẽ không nói đến cái câu chuyện là đất an ninh quốc phòng hay là đất rừng hay là đất phòng hộ này kia. Thì những cái đất giống như là trồng cây lâu năm, CLN, đất hàng năm khác, hay là đất nuôi trồng thủy sản, đất ao hồ hay đất lúa, đất nương hay là các loại đất hoa màu, đất khai hoang này kia, thì dạng đó thì người ta xếp vào nó là đất nông nghiệp. Vậy cái câu chuyện là gì? Cái đất nông nghiệp đó mà nó tăng giá, mà nó lên giá trong thời gian tới thì tại sao người ta lại tìm đến nó như thế? Tất nhiên là nếu như chúng ta là người dân mà chúng ta không trực tiếp sản xuất nông nghiệp hay có nguồn thu trực tiếp từ nông nghiệp thì chúng ta sẽ không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lúa. Đất lúa ở đây thì có 3 loại. Đó là đất chuyên trồng lúa, đất trồng lúa nước còn lại và đất lúa nương. Mà nếu như trong trường hợp mà kể cả cá nhân hay các tổ chức mà chúng ta mua cái đất lúa mà nó dính đến là đất lúa là liên quan đến an ninh lương thực. Chúng ta nhớ thì đó là liên quan đến an ninh lương thực hay là lúa nghiêm ngặt ấy, thì chúng ta cũng không có cách nào để chuyển đổi cái mục đích sử dụng đất lúa sang các loại đất khác, chứ không nói là phủ hồng hay là lên thổ cư hay là lên đất ở. Đây là một cái đặc điểm mà nhiều người chúng ta không để ý, bởi vì Việt Nam chúng ta là đất nước nông nghiệp liên quan đến an ninh lương thực. Đó chính là cái lý do mà nếu như chúng ta đi mua bất động sản nông nghiệp mà mua đó là đất lúa mà dính có lại đất lúa này thì chúng ta không có cách nào mà chúng ta gỡ được, hoặc thậm chí mà chúng ta gỡ chúng ta sẽ tốn cực kỳ và rất nhiều tiền. Ngoài ra khi mà người ta và nhà nước và chính phủ đưa ra cái quy định, đưa ra cái luật và cái tạo điều kiện cho những cái công ty, những tập đoàn để mà mua đất bất động sản nông nghiệp thì cái quỹ đất đó nó phải đảm bảo và thỏa mãn điều kiện gì? Thứ nhất là giống như là nó phải là quỹ đất phải đủ lớn, chứ còn nếu mà đất chúng ta chỉ được có vài nghìn mét vuông, vài sào thì người ta cũng không làm được cái gì cả. Bởi vì sao? Cái thời gian này cũng như thời gian tới người ta áp dụng công nghệ, áp dụng khoa học rồi, người ta làm tự động rồi, thì diện tích nó phải đủ lớn, ít nhất nó cũng phải là 1-2 hay là nhiều hecta thì người ta mới làm công nghiệp được. Chứ còn cái loại mà có vài nghìn mét vuông hay vài trăm mét vuông thì cái dạng đấy cũng không có thể làm được cái gì cả. Và cái thứ hai là gì? Là cái thổ nhưỡng ở khu vực đó nó như thế nào? Nó trồng được cây gì? Nó nuôi được con gì? Đất đai có màu mỡ, có phì nhiêu hay không? Đấy mới là cái vấn đề quan trọng. Và cái thứ ba là cái nguồn nước tưới tiêu cho nó ở gần đó nó có hay không? Nếu như chúng ta làm những khu vực mà ở miền Trung chẳng hạn thì nó nắng nôi, nó nắng gắt mà nó không có nước, thì các bạn cứ nghĩ đi, có mấy ai về đó để đầu tư bất động sản nông nghiệp hay không? Hay là bất động sản nông nghiệp ở những cái nơi mà vùng núi mà cao mà người ta phải khoan nước xuống cả 200-300 mét thì mới có nước. Thì bạn thử nghĩ đi, những cái loại bất động sản đó sẽ có bao nhiêu người, bao nhiêu công ty, bao nhiêu tập đoàn về đó để đầu tư? Và cái tiếp theo đó là gì? Nó có thuận tiện để đi lại kết nối giao thông đến tất cả các nơi nữa hay không? Bởi vì khi mà nhà nước quy định và tạo điều kiện cho những tập đoàn để người ta dùng đất nông nghiệp thì quỹ đất phải đủ lớn để phát triển về nông nghiệp, nhưng mà nông nghiệp công nghệ cao chứ không phải là như ngày xưa nữa. Đây cũng chính là những cái lý do
Mà tại sao có nhiều người cứ nghĩ là bất động sản nông nghiệp nó sẽ lên ngôi, bất động sản nông nghiệp nó sẽ ngon. Nếu như cái quỹ đất của chúng ta mà nó quá ấp, quá ít, quá bé thì cũng không ai quan tâm được. Chưa kể là cái đất đai của chúng ta nó phải bằng phẳng, để nó phải thuận tiện về máy móc, thuận tiện về công nghệ, thuận tiện về tưới tiêu, thuận tiện về chi phí thì người ta mới mua những cái loại sản phẩm đó. Cũng như ngoài ra có một số đơn vị, có một số cá nhân hay là một số người ấy, khi người ta đi mua thì người ta cũng nhắm và người ta chăm chăm vào là gì? Cái đất bất động sản nông nghiệp này, cái thời gian tới nó sẽ quy hoạch là cái gì? Có thể là thương mại dịch vụ, có thể là đất ở nông thôn hay đất ở đô thị, hay là nó phủ hồng, hay nó làm các tiện ích dịch vụ khác, hay là nó có khu công nghiệp, hay là nó thấp giải phóng đền bù, hay là có những mục đích khác, thì người ta mua những cái loại đấy, chứ không phải là cái lý do là bất động sản nông nghiệp ở đâu và cái loại nào nó cũng sẽ ngon. Cũng như là nếu như chúng ta là cá nhân mà khi mà chúng ta muốn mua bất động sản nông nghiệp mà đặc biệt đất lúa thì chúng ta cần phải làm gì? Thứ nhất là chúng ta phải có xác nhận. Nếu như trong trường hợp mà chúng ta là ở những trung tâm ở thành phố lớn mà chúng ta không trực tiếp sản xuất nông nghiệp hay có nguồn thu trực tiếp từ nông nghiệp thì chúng ta cần phải có xác nhận, có văn phòng đăng ký đất đai tại huyện nhé, tại cái nơi mà chúng ta mua đất, người ta gửi cái biên bản về và chúng ta cầm cái biên bản về cái nơi mà chúng ta có sổ khẩu thường trú thì chúng ta ra cái địa chính xã phường, người ta ký xác nhận vào cho chúng ta thì chúng ta sẽ được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lúa đó. Đây là những thông tin mà thực ra là những người làm thực tế thì mới biết, chứ còn những người mà không mua đất lúa mà không làm thực tế thì chúng ta sẽ không biết được cái thông tin này. Bởi vì khi chúng ta nghe nói là đất lúa không biết được tên thì ai cũng sợ và người ta sẽ không mua, nhưng mà người ta lại không biết cách để làm sao mà người ta có thể đứng tên trên cái đất lúa đó. Cũng như là có một số nơi thì người ta tham gia với câu lạc bộ của làm nông dân hay là nông nghiệp thì người ta cũng thỏa mãn một số điều kiện nào đó. Tất nhiên cái câu chuyện là anh em đi mua bất động sản nông nghiệp hay thậm chí các tập đoàn cũng vậy, là mục đích của người ta cũng không phải là làm nông nghiệp đâu, mà người ta còn có những mục đích khác nữa. Đấy cũng chính là lý do mà khi mà chúng ta đi mua bất động sản nông nghiệp trong thời gian này cũng như trong thời gian tới là chúng ta phải để ý đến cái điều này. Một cái chi tiết mà có rất nhiều người quan tâm là mua bất động sản nông nghiệp nhưng nó phải bám đường, và cái diện tích bề ngang bám đường càng nhiều càng tốt. Bởi vì sao? Chúng ta cũng biết rồi, bây giờ này cái luật đất đai hôm qua có một chi tiết, đó là bỏ khung giá đất thay thế bằng bảng giá đất. Điều đó có nghĩa là gì? Thời gian tới nếu như mà cái luật đất đai thì thông qua cuối tháng 1 năm 2024 nhưng áp dụng là ngày 1 tháng 1 năm 2025, nhưng cái bảng giá đất thì nó áp dụng sau đó 1 năm là ngày 1 tháng 1 năm 2026. Có nghĩa từ đấy nó còn có 2 năm nữa, còn những 2 năm chứ không phải là còn có 2 năm, và người ta bắt đầu người ta đi mua tại thời điểm này để người ta làm gì đó thì người ta đền bù với cái giá cả nó rẻ hơn. Bất động sản nông nghiệp, đất nông nghiệp thì chúng ta cũng biết rồi, cái giá cả nó thấp, giá cả nó rẻ, mà nó áp dụng cái khung giá đất của năm 2013 thì nó lại còn rẻ nữa. Và sau khi người ta mua xong á, và khi mà cái bảng giá đất được áp dụng ngày 1 tháng 1 năm 2026 á, không may hay là cái đất đai người ta bị dính vào quy hoạch á, thì người ta sẽ được đền bù với cái giá cả cao hơn. Bởi vì sao? Khi đó đền bù là phải theo giá cả thị trường, phải có tái định cư, là phải có đền bù trước khi mà dự án triển khai. Cũng như là những ai mà đất lúa, mà liên quan đến đất lúa đó, mà không may bị dính bị quy hoạch, ngoài cái tiền chúng ta nhận đền bù ra thì chúng ta còn được hỗ trợ là chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ về lương thực, hỗ trợ về rất nhiều thứ, nên cái chi phí và cái số tiền mà người ta nhận được là nó rất nhiều, chứ không phải riêng cái tiền mà người ta nhận trên cái số mét vuông mà người ta được đền bù. Thậm chí cái số tiền mà người ta được nhận nó không phải là gấp đôi mà có thể là lớn hơn gấp đôi so với cái số tiền mà đúng ra người ta chỉ được nhận trên cái số mét vuông đất lúa, trên số mét vuông đất nông nghiệp mà người ta bị quy hoạch, người ta bị giải phóng, người ta bị đền bù. Đây là những thông tin mà những ai mà làm bất động sản hay làm chuyên làm bất động sản nông nghiệp mà liên quan đến đất lúa thì chúng ta sẽ có được những cái chế độ đãi ngộ này. Còn ngoài ra mà khi mà chúng ta mua những loại bất động sản mà nông nghiệp khác, giống như cây lâu năm, hàng năm khác, nuôi trồng thủy sản hay ao hồ á, thì chúng ta cũng không cần có phải xác nhận là chúng ta làm nông nghiệp hay có nguồn thu trực tiếp từ nông nghiệp. Nên cái câu chuyện anh em đi mua bất động sản hầu như cả nước đến 80% á, là cái phần một phần là đất thổ cư, có thể là đất ở nông thôn, đất ở đô thị, và cái phần còn lại là chúng ta thấy nó là CLN, nó là cây lâu năm. Nên đó chính là cái lý do tại cái thời điểm này, khi cái luật đất đai thông qua, cái bất động sản nông nghiệp nó có nóng hay sốt hay không á, nó phải tùy thuộc vào khu vực, tùy thuộc vào vị trí, tùy thuộc vào quy hoạch nó là cái gì và cái mục đích của người ta mong muốn ở đó là cái gì thì cái tiềm năng nó mới tăng giá lên được. Cũng như là gì,
nhà nước người ta định hướng chiến lược chính sách ấy, phải có công ty, có tập đoàn. Bởi vì sao? Người dân chúng ta cũng thấy không? Mỗi năm là chúng ta lại nghe nói là giải cứu Thăng Long, giải cứu dưa hấu, giải cứu rau, giải cứu quả, giải cứu cam, giải cứu quýt. Bởi vì sao? Người dân chúng ta làm là một cách ồ ạt và đồng loạt. Thấy người này làm thì người kia cũng làm, thấy làng này làm thì làng kia cũng làm. Cuối cùng chúng ta không xuất khẩu được cái hàng hóa đó, bởi vì nó không đảm bảo các tiêu chí, các tiêu chí về kỹ thuật hay là một số vấn đề khác về an toàn vệ sinh hay là về thực phẩm nào đó. Nhưng khi mà giữa các công ty, các tập đoàn thì người ta có sự quản lý, người ta có kỹ thuật, người ta làm đồng loạt, đồng bộ, nó đảm bảo tiêu chí đó thì nên mới có thể là xuất khẩu đi Trung Quốc, xuất khẩu đi Nhật, xuất khẩu đi Hàn, xuất khẩu đi EU hay là xuất khẩu đi Mỹ. Nên cái câu chuyện là tại sao có nhiều người làm không được, nhưng mà tại sao bầu Đức thì người ta lại làm được, tại sao người ta có thể làm sầu riêng được, người ta có thể làm chuối được? Bởi vì sao? Người ta làm cái quy mô lớn, công nghệ và đảm bảo về kỹ thuật, về thời gian và chất lượng thì khi đó người ta mới bán được. Chứ còn không mà anh em mình cứ lao vào để mua bất động sản nông nghiệp và sẽ nghĩ rằng, và truyền thông với nhiều người người ta thổi về kia là nó sẽ tăng giá, nó sẽ nóng lốt tới lời cao, thì khi đó chúng ta có cái câu chuyện là lại giải cứu nông sản, mà lúc này không phải là nông sản của bà con nông dân đâu, mà giải cứu nông sản của những người ông ôm đất nông nghiệp, những nhà giàu. Đó cũng chính là lý do và cái góc nhìn của mình về cái câu chuyện là khi chúng ta đi mua bất động sản nông nghiệp trong thời điểm này ấy, thì chúng ta phải rõ ràng và chúng ta phải biết được năm cái mà mình vừa nêu á. Thì nếu không kiểu gì anh em cũng bị mất tiền thôi, mà chờ mà dính với quy hoạch, chờ mà dính đền bù thì đó là cái câu chuyện mà không phải ai cũng có thể làm được.